Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông tin mới nhất chiều 9 tháng 1, bác sĩ Trần Công Ân, giám đốc bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Thanh Hùng, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn bị chấn thương sọ não, bác sĩ xác nhận ông Nguyễn Thanh Hùng là nạn nhân liên quan vụ rơi máy bay Su-22 vừa xảy ra vào lúc hơn 11 giờ trưa cùng ngày trên địa bàn, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Kết quả chụp CT cho thấy nạn nhân bị chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng và bị rách da đầu. Anh L, một người dân ở gần hiện trường cho biết khi máy bay rơi, ông Hùng vẫn đang làm việc ngoài vườn. Ông ấy bị mảnh vỡ bắn vào đầu, chảy máu rất nhiều và được chuyển đi bệnh viện ngay lập tức. Bác sĩ Trần Công Ân thông tin thêm, bệnh viện vừa tiến hành ca mổ hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn, đã tỉnh các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi. Theo ghi nhận, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường. Những nhà dân xung quanh khu vực máy bay rơi đều đóng kín cửa, có lực lượng dân quân canh giữ không cho người lạ ra vào. Chị Phượng, khu dân cư Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc kể. Con tôi nghe tiếng nổ hét lên thất thanh, bà nó hoảng quá. Không biết chuyện gì, bé con chạy ra khỏi nhà, nhìn ra phía cuối xóm mới biết máy bay rời. Lúc mọi người tới hiện trường thì máy bay đã vỡ tung, văng mảnh đi khắp nơi. Một phần nhà ông Nguyễn Thanh Chính bị hỏng ngói, sập tường. Máy bay Su-22 số hiệu 5880 do đại úy phi công Đỗ Tiến Đức, phi đội trưởng phi đội 1 điều khiển cất cánh lúc 11 giờ 4 phút ngày 9 tháng 1. Đến 11 giờ 14 phút thì phi công báo máy bay gặp sự cố, không thể về hạ cánh được chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và tiến hành nhảy dù. Với sự chỉ đạo nghiệp vụ của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, sự phối hợp hỗ trợ giúp đỡ của Công an tỉnh Long An và cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Ban chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, các phương tiện thiết bị nghiệp vụ hiện đại, động vật nghiệp vụ. Tại buổi họp báo thông tin về vụ án diễn ra vào chiều ngày 9 tháng 1, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Lúc 11 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1 năm 2024, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án giết người cướp tài sản tại địa chỉ 42 trên 3, tổ 9 ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Nạn nhân là chị NTHC, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú Cai Lệ Tiền Giang, tài sản bị chiếm đoạt là một chiếc xe máy. Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ án, Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, thiết bị, phối hợp công an huyện Hóc Môn, trung đoàn cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét bằng mọi giá phải bắt đối tượng gây án trong thời gian nhanh nhất. Quá trình truy bắt, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình nơi đối tượng lẩn trốn rất rộng, khoảng 50 hecta giáp sông, Tuy nhiên, tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì tỉ mỉ giả soát, tìm kiếm từng mét vuông, quyết không để đối tượng trốn thoát. Theo thông tin cho biết, vào trưa ngày 9 tháng 1, sau khi bắt giữ được Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, lần trốn trong vườn tranh tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cơ quan chức năng đã đưa nghi phạm này về thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng công an thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai đối với nghi can Nguyễn Thanh Tâm để xử lý về hành vi giết người và cướp tài sản. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 1, sau khi sát hại chị Ngô Thị Hồng Phúc, 32 tuổi, nhân viên quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Tâm đã cướp xe máy mang biển số 59S2-980.98 chạy về hướng xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An. Theo thông tin ban đầu, cụ thể, Tâm Khai đang thất nghiệp và túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản Trưa ngày 6 tháng 1, Tâm đến quán cà phê ven quốc lộ 22 để ngồi tính toán kế hoạch. Khi thấy trong quán có duy nhất nữ nhân viên, chị NTNP, 22 tuổi, thì quyết định chọn đây là mục tiêu gây án. Tâm trò chuyện để thăm dò tình hình. Khi chị P vừa quay lưng vào trong, Tâm dùng hung khí tấn công, đâm liên tiếp vào người, khiến chị P gục tại chỗ. Khi chị P kêu cứu, Tâm tiếp tục đâm chém. Sau khi gây án, Tâm cướp xe gắn máy của chị P rồi tẩu thoát. Khi đến khu vực cầu Dạch Nổ, huyện Bến Lức, Tâm vào quán tạp hóa uống nước đến 20 giờ 30 phút rồi rời đi. Tâm khai ý định là sẽ bán xe để trốn sang Campuchia nhưng không kịp. Khi bị trinh sát hình sự phát hiện, Tâm đã giấu xe máy vào lùm cây rồi bỏ chạy vào cánh đồng tranh, trốn hơn 3 ngày đến khi bị công an phát hiện, khống chế bắt giữ. Trong phiên xét xử vụ Việt Á sáng ngày 9 tháng 1, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận, các luật sư nêu quan điểm bào chữa cho thân chủ của mình. Trong phần luận tội, bị cáo Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương, bị Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội đề nghị mức án 5 đến 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Một nữ luật sư cùng bào chữa cho ông Phạm Xuân Thăng đưa ra các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo có nhân thân tốt, đây là lần đầu tiên bị cáo phạm tội. Trong hơn 30 năm công tác, dù ở bất kỳ chức vụ vị trí nào, ông Thăng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đồng nghiệp cấp trên tin tưởng được trao tặng 43 bằng khen, giấy khen và kỷ niệm chương của Đảng và Nhà nước. Luật sư trình bày. Từ năm 1988 đến 1995, ông Thăng là giáo viên trường trung học phổ thông Cầu Xe, Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Từ năm 1995 đến 2020, ông giữ nhiều chức vụ trong khối đảng bộ tỉnh Hải Dương. Cũng theo luật sư, trong quá trình giải quyết vụ án, nhiều cá nhân tổ chức nơi ông Thăng từng công tác có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, hơn 100 giáo viên, cựu học sinh trường trung học phổ thông cầu xe có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo thăng. Từ các căn cứ trên, đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phạm Xuân Thăng mức hình phạt dưới mức viện kiểm sát đề xuất để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, luật sư nhấn mạnh. Cùng báo chữa cho thân chủ Phạm Xuân Thăng, Luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng mức án mà viện kiểm sát đề xuất đối với bị cáo Thăng là quá nghiêm khắc, chưa phù hợp với tính chất, mức độ hành vi nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét bối cảnh, hoàn cảnh thời điểm tỉnh Hải Dương chống dịch Covid-19. Luật sư Cường cho rằng, nguyên nhân động cơ để ông Thăng có chỉ đạo công ty Việt Á tham gia xét nghiệm tại tỉnh Hải Dương là do tình hình dịch bệnh cấp bách, bị cáo tin tưởng đề xuất từ lãnh đạo Bộ Y tế lúc đó, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế. Chính vì bối cảnh dịch bệnh bùng phát có nguy cơ lan rộng trên địa bàn Hải Dương, với vai trò đứng đầu cấp ủy nên bị cáo Thăng buộc phải có các chỉ đạo để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh thời điểm này để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Đây cũng là nguyên nhân khách quan dẫn đến hành vi vi phạm của bị cáo ông Cường nói. Bên cạnh đó, bị cáo cũng căn cứ theo kết quả cuộc họp Ban thường vụ tỉnh ủy, ý kiến đề xuất của những thành phần tham gia cuộc họp. Thời điểm đó, theo luật sư, ông Thăng và Phan Quốc Việt cũng như công ty Việt Á không có bất kỳ liên hệ tiếp xúc nào cũng như không thỏa thuận hứa hẹn nào về cuộc họp này trước ngày ông Thăng gặp Việt. Ngoài ra, luật sư dẫn chứng trong quá trình chỉ đạo phòng chống dịch, trong 66 chỉ đạo của ông Thăng có tới 62 chỉ đạo đúng đắn, kịp thời đề nghị hội đồng xem xét đến tính chất, mức độ hành vi của bị cáo cũng như đóng góp của bị cáo trong công tác phòng chống dịch bệnh tại tỉnh Hải Dương để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, luật sư nêu quan điểm. Liên quan đến vụ việc người đàn ông dùng xăng tự thiêu xảy ra tại huyện Nhà Bè, đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nhà Bè đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè, công an xã Hiệp Phước tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, xác minh, điều tra vụ việc làm việc với chị TTBT, hộ khẩu thường trú huyện Nhà Bè, người yêu của anh T và một số người có liên quan. Bước đầu cơ quan công an xác định sơ bộ sự việc như sau. Anh T và chị BT quen biết nhau từ tháng 11 năm 2022 và sống chung với nhau như vợ chồng. Sau thời gian chung sống, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, anh T thường ăn nhậu, ghen tuông vô cớ và đánh đập chị BT. Đáng chú ý, trong một lần mâu thuẫn, anh T đã dùng kéo đâm vào người và dùng điện thoại đánh vào đầu chị T do sợ hãi từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến nay, chị T chuyển về ở cùng gia đình nhưng không nói cho anh T biết. Từ thời điểm này, anh T thường liên lạc và thông qua nhiều mối quan hệ đe dọa sẽ giết chị BT và gia đình chị. Chiều ngày 7 tháng 1, trong khi đi tìm nơi ở mới của chị BT, anh T đã gặp một người bạn của chị BT và cho biết hai người không còn sống chung, bản thân buồn chán và có ý định giết chị BT. Tối cùng ngày, anh T liên tục liên lạc với chị BT nhưng do bận công việc nên chị không nghe điện thoại. Trích xuất nội dung điện thoại của anh T, cơ quan công an ghi nhận có nhiều đoạn tin nhắn thoại trên Zalo và nhiều video clip từ anh T tự quay gửi cho chị BT với nội dung sẽ tự tử tại văn phòng ấp 1, nơi tổ công tác đang làm việc. Theo thông tin trước đó, lúc 20h20, tổ công tác phát hiện anh N.X.T. 34 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, chạy xe máy có biểu hiện say xỉn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu anh T đo nồng độ cồn và xuất trình giấy tờ có liên quan. Kết quả, anh T vi phạm nồng độ cồn 0,925mg trên một khí thở, không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và căn cước công dân. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính các lỗi vi phạm, lập biên bản tạm giữ và niêm phong xe máy theo quy định. Anh T đã ký tên xác nhận vào các biên bản này. Đến 21h20 cùng ngày, anh Tê cầm theo hai chai nhựa chứa xăng, vừa đi vừa đổ xăng trong chai lên người và đi thẳng vào văn phòng ấp 1, nơi tổ công tác đang làm việc, sau đó dùng bật lửa tự đốt. Ngay lập tức, tổ công tác cùng người dân dập tắt đám cháy và đưa anh Tê đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Nhà Bè rồi tiếp tục chuyển lên bệnh viện trợ rẫy. Đến 8 giờ 55 ngày 8 tháng 1, anh Tê tử vong tại bệnh viện. Việc tổ công tác của công an huyện Nhà Bè kiểm tra nồng độ cồn đối với anh Tê được thực hiện theo kế hoạch. Quá trình kiểm tra, lập biên bản được thực hiện đúng quy trình quy định. Bản thân anh Tê đã ký tên xác nhận vào các biên bản do lực lượng chức năng lập. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nhà Bè tiếp tục điều tra xử lý vụ việc dùng xăng tự thiêu trên theo quy định.